Chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta Tình yêu vô điều kiện là nguồn gốc của tất cả những gì tồn tại Nó là chất keo kết dính mọi thứ lại với nhau Mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng chuyển động Và tình yêu nằm trong mọi tế bào của mọi sinh vật Để thể hiện mong muốn của bạn bạn phải cam kết với tình yêu vô điều kiện một trong những mong muốn có trong chúng ta khi mới sinh ra và vẫn luôn tồn tại trong chúng ta mọi lúc mong muốn được trải nghiệm tình yêu vô điều kiện để chúng ta có thể hiểu mối quan hệ của nó với việc thể hiện mong muốn của chúng ta vì tình yêu thương vô điều kiện được kết nối với nguồn gốc mà chúng ta gọi là trí thông minh phổ quát khi bạn đang sống trong bản ngã của mình và bị ngắt kết nối khỏi tinh thần những suy nghĩ và cảm xúc của bạn đã đưa bạn ra khỏi tình yêu như là phán xét ghét bỏ ôm những mối hận đây là một điều rất khó thực hiện đối với hầu hết mọi người bởi vì chúng ta sống quá nhiều trong bản ngã của mình vốn bắt nguồn từ bình diện vật chất nếu bạn muốn sống một cuộc sống yêu thương vô điều kiện bạn phải loại bỏ sự phán xét giận dữ và hận thù khỏi suy nghĩ và cảm xúc của mình và bạn không thể chấp trước những điều sai trái mà bạn cảm thấy có thể do người khác đã phạm phải đối với bạn điều gây ra nhiều khó khăn nhất trong các mối quan hệ là khi mọi người muốn người yêu của họ giống họ hơn và khi điều đó xảy ra họ nghĩ rằng mối quan hệ sẽ tốt hơn nếu những gì bạn đang nghĩ là điều gì sai với người kia hoặc những gì bạn không thích ở anh ấy hoặc cô ấy đó là những gì sẽ mở rộng và biểu hiện trong mối quan hệ nếu bạn muốn thể hiện tình yêu thương trong cuộc sống hoặc các mối quan hệ yêu thương hoặc hòa bình bạn phải chuyển suy nghĩ và hành động của mình sang tình yêu thương vô điều kiện ngay cả khi mọi người đang nói những điều và cư xử với chúng ta theo những cách mà chúng ta không thích hoặc cảm thấy xúc phạm. Nếu ai đó nói điều gì đó mà bạn cảm thấy xúc phạm và từ bạn xuất hiện sự tức giận, hận thù hoặc cay đắng, điều đó sẽ chặn kết nối của bạn với tinh thần của bạn. Không phải những gì người đó nói hoặc làm gây ra phản ứng tiêu cực này, mà chính là những gì bên trong bạn. Sở dĩ điều này ở bên trong bạn là vì đó là cách bạn chọn để xử lý thế giới cách bạn chọn để tạo hình ảnh và hình dung trong tâm trí và đây là những gì bạn thể hiện nhiều hơn trong cuộc sống của mình nếu những gì bên trong của bạn hoặc những gì bạn muốn biểu lộ bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì khác ngoài tình yêu vô điều kiện bạn sẽ ức chế quá trình biểu hiện bạn có thể đạt được một số thành công tạm thời trong một lĩnh vực của cuộc sống nhưng bạn sẽ gặp khó khăn trong các lĩnh vực khác mọi thứ trên bình diện vật chất cuối cùng chết đi và biến mất nhưng tình yêu thì không bạn phải có cùng một tình yêu vô điều kiện đối với điều thiêng liêng mà nó luôn dành cho bạn ngay cả khi bạn trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất của cuộc đời cho dù bạn mắc phải sai lầm nào thì tình yêu vô điều kiện này vẫn luôn ở đó nó luôn có sẵn cho bạn bất cứ lúc nào bạn cần. Khi bạn được yêu vô điều kiện, năng lượng bạn tỏa ra sẽ truyền ngay khi bạn bước vào phòng. Mọi người sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực của bạn và muốn ở bên bạn. Bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn vì tình yêu và hòa bình vô điều kiện luôn song hành với nhau. Bạn sẽ ngủ và ăn ngon hơn và tự động muốn tập thể dục và chăm sóc cơ thể tốt nhất khi bạn chăm sóc cơ thể tốt hơn, năng lượng cuộc sống toàn cầu sẽ chảy tự do hơn trong bạn, sự thịnh vượng mà bạn không bao giờ nghĩ rằng bạn có thể trải nghiệm. Bây giờ bắt đầu biểu lộ vì bạn giải tỏa được mọi tắc nghẽn. Bắt đầu với cam kết 3 ngày với người thân thiết với bạn như là vợ hoặc chồng, con bạn, đồng nghiệp hoặc bạn bè và biến mọi suy nghĩ về người đó trở thành một tình yêu vô điều kiện, bất kể họ đối xử với bạn như thế nào. Đừng tỏ ra phán xét hay giận dữ đối với họ. Hãy buông bỏ bản ngã của bạn. Hãy thử điều này trong 3 ngày và xem điều gì sẽ xảy ra. Để ý cách người khác đối xử với bạn. Tình yêu vô điều kiện là quyền lực. Đó là sức mạnh để kết nối tinh thần của bạn và khai thác vào nguồn sinh lực toàn cầu. Học cách tin tưởng vào tinh thần của bạn hơn, đó là bản ngã cao hơn của bạn. Bởi vì tinh thần của bạn biết cách vũ trụ vận hành và sẽ hướng dẫn bạn. Khi bạn yêu vô điều kiện, mọi thứ đều hoạt động trong sự hài hòa và cân bằng hoàn hảo. Bạn đang ở trong dòng chảy của cuộc sống và mọi thứ sẽ rơi vào đúng vị trí theo kế hoạch thiên liêng nếu ngay từ đầu, bạn đã được nói rằng bản chất của cuộc đời bạn là yêu vô điều kiện và khả năng yêu được gắn liền trong tâm hồn bạn và nó sẽ được phát ra như một ánh sáng chiếu vào thế giới. Bạn có chọn để yêu nhiều hơn hay không? Bạn có chọn mang ánh sáng bên trong đó ra khỏi tâm hồn mình để thể hiện tình yêu và ánh sáng của tâm hồn bạn với chính bạn, với người khác và với thế giới hay không? tình yêu là thứ kết nối chúng ta với nhau và tình yêu là ngôn ngữ của vũ trụ có những cơ hội hàng ngày để bày tỏ và đón nhận tình yêu thương và khi làm như vậy bạn có thể thắp sáng thế giới của chính mình một cách mạnh mẽ với rất ít nỗ lực khi bạn đặt điều kiện cho tình yêu mà bạn cho và nhận có thể giới hạn lượng ánh sáng mà bạn có thể cho phép bản thân trải nghiệm trong cuộc sống của mình và hãy đối mặt với nó tình yêu hàn gắn tình yêu giúp xây dựng và kết nối và tình yêu cho phép bạn cho đi từ tâm hồn mình nếu bạn đang cảm thấy thiếu tình yêu thương trong cuộc sống của mình hãy tự hỏi bản thân rằng làm thế nào tôi có thể trao tặng tình yêu hơn từ khối óc trái tim và từ tâm hồn mình làm thế nào để tình yêu mà tôi mong muốn trong cuộc sống của tôi có thể được trao từ tôi cho người khác và cho thế giới Để sau đó tôi có thể biết rằng tình yêu vô điều kiện mà tôi cho đi Là từ tôi để nhận được từ những người khác Thứ nhất, có mối liên hệ yêu thương với chính bạn Cách bạn nhìn nhận bản thân Cách bạn chấp thuận và xác nhận bản thân Tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn yêu bản thân Thứ hai, đó là tình yêu mà bạn dành cho người khác Điều này khẳng định cách bạn kết nối với người khác những người xung quanh bạn và những người thân thiết và yêu quý của bạn cũng như tình yêu mà bạn chọn để trao cho những người bạn không biết bạn không thể thực sự yêu và giúp đỡ người khác cho đến khi bạn yêu chính mình tình yêu bản thân sẽ biến đổi cuộc sống của bạn nó sẽ biến đổi mọi tế bào trong cơ thể bạn và nó sẽ biến đổi các mối quan hệ và toàn bộ cuộc sống của bạn khả năng yêu bản thân cũng quan trọng đối với sức khỏe của bạn như một chế độ ăn uống tốt và tập thể dục vì vậy nhiều người ngày nay muốn thay đổi thế giới họ muốn giúp đỡ và thay đổi người khác nhưng sự thật là bạn không thể giúp ai khác hoặc thay đổi bất cứ điều gì cho tốt hơn cho đến khi bạn hoàn toàn yêu và trân trọng bản thân bạn cần phải đối xử với bản thân như thể bạn là một người đặc biệt mỗi ngày sau đây là một số gợi ý bạn có thể thử sẽ giúp bạn yêu bản thân hơn mỗi ngày viết cho mình một ghi chú tình yêu quá trình này mất khoảng một phút chỉ cần ghi lại những điều bạn yêu thích về bản thân hãy để lại cho mình một lời nhắn nhủ tình yêu trên bất kỳ nơi nào mà bạn có thể dễ nhìn thấy bạn có thể gửi cho mình một email rồi mở nó sao hãy tạm dừng các phương tiện truyền thông xã hội mạng xã hội khiến chúng ta tập trung vào người khác hơn là bản thân. Thêm vào đó, nó khiến chúng ta chú ý khỏi thời điểm hiện tại. Khi bạn tạm xa rời mạng xã hội, bạn có thời gian để tập trung vào bản thân và những dự định của riêng mình. Tham gia vào các nghi lễ lành mạnh. Một nghi lễ là một thói quen với mục đích đằng sau đó. Điều này cũng giống như việc đưa chánh niệm vào thực hành. Tự chăm sóc bản thân là hình thức yêu bản thân. Hãy thử thiết lập các nghi thức hỗ trợ sức khỏe của bạn Chẳng hạn như ngủ đủ giấc, thiền định Bạn cũng có thể thử thực hành khẳng định hoặc viết nhật ký Nuôi dưỡng cơ thể bằng các loại thực phẩm lành mạnh Cũng có thể cải thiện tinh thần của cơ thể Hãy thoải mái khi ở một mình Nhiều người ngày nay cảm thấy lo lắng khi ở một mình Phần lớn điều này liên quan đến nỗi ám ảnh thường xuyên của nền văn hóa của chúng ta về việc kết nối với những người khác thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, dành thời gian ở một mình rất tốt cho sức khỏe của bạn và có thể là chìa khóa của hạnh phúc. Dành thời gian mỗi ngày để ở một mình, sử dụng thời gian ở một mình để làm bất kỳ điều gì bạn yêu thích. Dành thời gian cho những người bạn thực sự. Sự rung cảm của bạn thu hút nhóm linh hồn của bạn. Đảm bảo dành thời gian cho những người nâng đỡ bạn năng lượng của những người xung quanh bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng của chính bạn xác lập ranh giới để thực sự yêu bản thân bạn sẽ phải nói không với những người khác thường xuyên hơn khi bạn làm điều này bạn có thể thấy rằng bạn có ít người hơn trong cuộc sống của bạn đừng nhượng bộ khi bạn phá vỡ chu kỳ này bạn tiến một bước rất lớn đến con đường dành cho bạn bắt đầu ngày mới của bạn với một tuyên bố tích cực về bản thân câu nói đó có thể là sự thừa nhận về một điều gì đó mà bạn đã hoàn thành chẳng hạn như tôi là một đầu bếp giỏi tôi đã làm những bữa ăn ngon và lành mạnh vào ngày hôm qua hoặc bạn có thể đưa ra tuyên bố của mình về cảm giác mà bạn muốn khơi gợi trong suốt cả ngày chẳng hạn như hôm nay tôi vui vẻ và yêu đời thực hành lời khẳng định của bạn trước gương vào mỗi buổi sáng hãy biết ơn tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn dành năm phút và liệt kê tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra với bạn trong ngày bạn sẽ ngạc nhiên trước tất cả những điều tích cực xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của bạn mà bạn nhìn qua và bạn sẽ ngủ ngon hơn nhiều bạn càng khai thác nhiều năng lượng của tình yêu bản thân thế giới càng trở nên tốt đẹp hơn cho bạn và cho tất cả mọi người bạn càng truyền sức mạnh cho tâm trí bằng tình yêu đối với bản thân và thế giới xung quanh thì bạn càng gia tăng sức mạnh của ánh sáng trong tâm hồn mình để tỏa sáng rực rỡ vào tất cả những gì bạn yêu thương và trải nghiệm thử thách có thể khiến một số người kìm nén tình yêu của họ tuy nhiên vượt qua những bài học cuộc sống và học hỏi từ những bài học cuộc sống có thể giúp bạn sống thoải mái hơn trong ánh sáng của mình chúng ta càng cố gắng hỗ trợ người này và người khác thông qua tình yêu thương mà chúng ta có thể bày tỏ có thể cho phép ánh sáng tâm hồn chúng ta chiếu sáng thế giới để tăng số lượng tình yêu và sự học hỏi mà tất cả chúng ta có thể trải nghiệm và sau đó cũng học hỏi và trưởng thành từ đó tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc giữ cho ánh sáng tình yêu của thế giới luôn sáng ngời tình yêu mà chúng ta cho đi càng nhiều chúng ta càng chọn nhiều ánh sáng hơn để tạo ra. Để trở thành con người mà bạn được sinh ra để trở thành, cần phải có sự can đảm lớn. Sự chấp nhận bản thân cũng khó như sự chấp nhận từ gia đình và bạn bè. Hãy khuyến khích bản thân, dù ở vị trí nào, thử thách thay trạng thái hiện tại của bạn, hãy cố gắng mở rộng trái tim của bạn cho chính bạn để cảm thấy yêu cuộc sống cảm nhận sức mạnh của tình yêu thương dâng trào trong bạn khi bạn ôm ấp những suy nghĩ yêu thương cho bản thân và cho thế giới xung quanh bạn sẽ khiến trạng thái của bạn trở nên tốt đẹp hơn dù cuộc đấu tranh của bạn là gì dù cuộc chiến của bạn là gì hãy cho phép bản thân mở rộng trái tim và để ánh sáng tâm hồn xây dựng và mở rộng khi bạn chọn để tình yêu vào cuộc sống của mình dù hiện tại bạn đang sợ gì hãy cho phép tâm trí và trái tim tràn ngập những suy nghĩ yêu thương để cơ thể bạn có thể cảm nhận được tình yêu mà tâm trí có thể cho phép bạn trải nghiệm dù bạn có những khối nào đang ngăn cản tình yêu đến với cuộc đời bạn hãy chọn cho đi nhiều tình yêu hơn để cởi mở để rồi nhận được nhiều tình yêu hơn trong cuộc sống của bạn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đi kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại